Xin chào các bạn, ngày hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau đi giải bài tập số 3 trong sách giáo khoa trang 132 Bài tập số 3 trong sách giáo khoa trang 132 yêu cầu chúng ta đó là Viết công thức hóa học của những muối có tên gọi dưới đây Đồng 2 clorua, kém sunfat, sắt 3 sunfat, maze hydrocarbonate, canxi phát natri Hydrophosphate và natri dihydrophotfat. Vậy thì để làm được bài tập này thì các bạn sẽ phải nhớ cho cô công thức của các kim loại và các gốc axit. Thì cô sẽ giới thiệu cho bạn những cái gốc axit mà ngày hôm nay các bạn sẽ gặp ở bài tập số 3 này. Đối với những bạn nào chưa biết thì cô sẽ giới thiệu. Đó là gốc clorua có công thức là Cl, gốc sunfat là SO4, hydrocarbonat đó là HCO3 hydrophosphat có công thức là HPO4 dihydrophosphat có công thức là H2PO4 và gốc phosphat có công thức là PO4 Vậy thì dựa vào những cái ký hiệu của các gốc này và ký hiệu của các kim loại thì các bạn có thể dễ dàng giải được bài tập này Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau giải bài tập này nhé với chất đầu tiên đó là đồng hai clorua thì như cô đã nói rồi đồng có công thức các bạn đã biết đều là Cu và clorua gốc clorua đó là Cl và do đồng có hóa trị 2 nên sẽ là CuCl2. Kẽm sunfat, kẽm có công thức là Zn, gốc sunfat là SO4. Do vậy công thức sẽ là ZnSO4. Sắt 3 sunfat thì sắt có công thức là Fe và gốc sunfat là SO4. Tuy nhiên ở đây gốc sun phát có hóa trị 2 mà sắt lại có hóa trị 3 cho nên công thức của chúng ta sẽ là Fe2SO4 tất cả 3 lần magie hydrocarbonate magie có công thức là mg hydrocarbonate có công thức là hco3 do vậy sẽ là mg hco3 tất cả hai lần lý do mà là mghco 3 tất cả hai lần đó là do mg có hóa trị 2 mà gốc hco3 lại có hóa trị 1 và canxi phốt phát canxi ở chúng ta ở đây có hóa trị là và gốc phốt phát lại có hóa trị là 3 nên công thức sẽ là Ca3PO4 tất cả hai lần. Natri hidrophotphat thì chúng ta thấy natri có công thức là Na và hidrophotphat đó là HPO4 do vậy nên sẽ có công thức là Na2HPO4. Tại sao lại là Na2? Bởi vì là Na của chúng ta có hóa trị là 1 nhưng gốc HPO4 lại có hóa trị là 2. Natri dihydrophosphate thì sẽ có công thức đó là Natri là Na dihydrophosphate đó là H2PO4. vậy công thức sẽ là NaH2PO4. Vậy là cô và các bạn vừa cùng nhau giải xong bài tập số 3 trong sách giáo khoa 132. Hẹn gặp lại các bạn vào những bài tập lần sau.